Mua bán xe cũ, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Ngày hôm nay thì kênh mua bán xe cũ sẽ cập nhật mang đến cho anh chị và các bạn một chiếc xe bền lành với không gian ngồi rộng rãi 8 chỗ ngồi cho anh chị và các bạn có thể cân nhắc về chiếc Toyota Innova 2.0e sản xuất là năm 2018. Xe đã lăn bánh với quãng đường là hơn 10 vạn km. Có ngoại thất là màu bạc, nội thất ghế da màu nâu. Về những cái chi tiết sơn si ngoại thất của chiếc xe thì em cũng sẽ quay qua một vòng để cho anh chị và các bạn cùng tham khảo qua. Xin khi mà anh chị và các bạn xem qua mà mình cảm thấy ưng thì có thể là qua Vượng Phương Auto để mình có thể là kiểm tra lại tổng thể về chiếc xe. Sau đó mình mang xe vào hãng hoặc một bên thứ ba mà anh chị và các bạn tin tưởng, check lại kiểm tra đảm bảo an tâm, tránh được những cái rủi ro không mong muốn về xe tai nạn ngập nước, mang đến cái sự an tâm hơn trong quá trình sử dụng sau này. Những chiếc xe bán ra tại showroom thì luôn cam kết cho anh chị và các bạn cả hạng mục trên văn bản, nên anh chị và các bạn có thể yên tâm. Hiện trạng của chiếc xe nó có như nào, em quay nguyên gốc như vậy, không có giấu giếm anh chị và các bạn điểm gì cả. Và những điểm nào anh chị và các bạn xem và nghi mà chưa xem rõ, có thể kết bạn Zalo, em sẽ gửi chi tiết cụ thể cho các bác có thể tham khảo các bác nhé. Với chiếc Toyota Innova này thì xe đăng ký tên công ty, có xuất hóa đơn cho anh chị và các bạn nào đang cần xuất về công ty. Với phần ghế ngồi của chiếc xe thì em cũng sẽ mở cho anh chị và các bạn có thể tham khảo qua về không gian ghế ngồi ở cả hàng ghế để đảm bảo cho anh chị và các bạn có thể yên tâm và giúp những các bác ở xa có thể tiết kiệm thời gian đi lại, mình chọn lựa xe nó sẽ nhanh hơn. Đây là những cái đường led chi tiết anh chị có thể cùng tham khảo qua với em, như là hệ thống ghế ngồi ở hàng ghế thứ hai. Nó sẽ có một cái không gian ngồi thoải mái cho 3 người ngồi, có dây đai an toàn. Hay là trần xe thì nó sẽ có được trang bị cửa gió điều hòa hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba. Không gian khoang lái của chiếc xe thì nó sẽ có cho anh chị và các bạn ghế ngồi chỉnh cơ, các phím chức năng rất là cơ bản. Với cái mẫu 2.0e này thì nó thường dành cho những anh chị và các bạn là dùng để kinh doanh, nó sẽ phù hợp hơn. Hoặc là nếu những anh chị và các bạn nào mà không cần quá nhiều đồ chơi công nghệ mà cần một chiếc xe chỉ là vận hành cũng như cái độ bền, thì đây là một cái sự lựa chọn đáng để anh chị và các bạn cân nhắc với những cái tính năng rất là thực dụng, cơ bản. Đấy, sơn si ngoại thất của chiếc xe thì nó vẫn giữ được độ đẹp, tỷ lệ sơn zin của chiếc xe nó vẫn còn rất là nhiều. Tuy vậy thì cũng có số chỗ phải sơn lại, sơn tỉa lại rồi anh chị ạ. Em cũng minh bạch rõ ràng luôn để đảm bảo cho anh chị và các bạn có thể có nhận thật được cái thông tin nó chính xác và rõ ràng nhất. Ở phần đầu xe thì nó vẫn nổi bật những chi tiết đèn chiếu sáng nguyên bản của nó là đèn halogen đây. Không hề có độ đẽo gì ở phần đầu xe cả. Tất cả những cái chi tiết hiện trạng của chiếc xe nó nằm trong cái tình trạng là mộc mạc nguyên bản từ lúc lấy xe đến bây giờ. Bác chủ thì cũng không có độ đẽo gì cả anh chị nhé. Với cái mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe thì nó cũng rất là hợp lý, kết hợp nó chỉ khoảng hơn 9 lít thôi. Đường trong đô thị khoảng hơn 11 lít. Đấy là những cái thông số về tiêu hao nhiên liệu. Tất cả các hàng ghế của chiếc xe thì nó vẫn giữ được độ đẹp, trần mọng của chiếc xe. Anh chị và các bạn có thể tham khảo qua. Với Innova thì nó sẽ có cả phiên bản G nữa, phiên bản số tự động. Và tùy theo cái nhu cầu mục đích sử dụng của anh chị và các bạn. Cần một chiếc xe để là kinh doanh dịch vụ thì mình có thể chọn phiên bản số sàn. Nó sẽ tiết kiệm hơn về mức tiêu hao nhiên liệu. Cũng như là... nó sẽ kinh tế hơn, giúp anh chị và các bạn có thể thu hồi vốn nhanh. Đấy, hai bên phần cánh cửa nó cũng có một những cái phần chỗ để cốc, để anh chị bạn có thể để những cái phần cốc rất là tiện. Vô lăng thì nó vẫn tích hợp đầy đủ những cái chức năng như là tăng chỉnh âm lượng, lấy chuyển bài. Và bên sau vô lăng là cụm đồng hồ hiển thị thông tin vòng tua, km, và rồi là mức tiêu hao nhiên liệu, các thông số an toàn của chiếc xe, điều hòa vẫn là điều hòa cơ thôi. Mức giá bán chỉ có 460 triệu thôi ạ.